Gọi gọi, chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và hôm nay chúng ta vẫn sẽ là team hệ lửa. Để kết thúc chuỗi ngày làm team hệ lửa thì hy vọng là hôm nay sẽ có những trận đấu hoành tráng nè. Bên đối thủ thì không mang con nào huyền thoại cấp cao hết, nên tôi cũng sẽ không mang huyền thoại cấp cao. Chúng ta chơi fair play vậy đó. Bên bển đang có mối đe dọa chúng ta. Tôi không biết con Urshifu đó là Urshifu nước hay Urshifu bóng tối. Có cách nào làm cho nó dễ nhận biết hơn được không trời? Bên bển đang có Vobis. Chắc Vobis sẽ là đặc tính Prankster. Còn đồng đớm, đồng đớm. Oh my god. Urshifu nước. Úi chà, vậy là sợ rồi, đáng sợ đó. Hy vọng là chúng ta có Intimidate giảm tấn công vật lý của nó xuống thì cũng đỡ đi. Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng Yawn vô con Urshifu nước. Còn Fake Cao, tôi đang không biết con Persian nó dùng để làm gì ta. Đang không biết chiêu của Persian là dùng để làm gì hết. Tôi cứ fake cao vô con Urshifu đi ha. Con Persian dùng fake. Trời đất, nó dùng fake cao à. Ok, ông ăn chả thì bạn ăn kẹt lem. Tôi đang không biết là nó đánh vô con nào. Phòng trường hợp là tụi nó đều nhắm vô con Torkoal thì tôi sẽ protect cho con Torkoal. Dù tôi biết là con Urshifu nó có Unseen Fist đó, nhưng mà phòng trường hợp nó sẽ nhắm, cả hai con đều nhắm vô con Torkoal thì con Torkoal còn đỡ được chiêu của con Persian. Eo, Chilling Water. Surging Strike vô Torkoal. Ok, ủa? Sao vậy? Ủa, con Urshifu này có phải con Urshifu không vậy? Ủa? Sao con Urshifu này nó không có Unseen Fist à? Mỗi ngày một điều mới ha. Nhiều điều mới hơn đến trường nữa, sao là ta? Đáng ra con Urshifu đó phải đánh Swim Protect mới đúng chứ. Thôi kệ đi. Bây giờ thì chúng ta đã giảm được 2 bậc tấn công vật lý của con Urshifu rồi. Bây giờ tôi sẽ xài chiêu. Có nên xài Air Slash không ta? Không, xài Heat Wave đi. Có thể có khả năng làm cho con Urshifu bị bỏng. Bye bye nha, đồ quá tiện. Urshifu không bị bỏng rồi, thôi kệ đi. Yeah. Ok, ok, thôi cô tăng được. Sao cô chịu được? Đúng vậy, chịu được, chịu được. Bị giảm 2 bậc tấn công vật lý mà còn trong trời nắng nữa, làm sao mà kết thúc thật cầu được. Hit quay một lần nữa nè. Cái gì? Trượt rồi. Trượt rồi. Không sao, không sao. Không sao. Sát thương của Charizard cũng lớn dữ ha. Đánh với hệ nước mà lấy được hơn nửa cây máu nó luôn. Và giờ sao đây, con nào nữa? Cái gì tới hết luôn đi nè. Arcanine, wow. Cũng may là mình không có. Ok, mình không có con nào tấn công vật lý hết, nên cũng được đi. Bây giờ là mấy giờ? Chúng ta sẽ giảm thêm một bậc tấn công vật lý nữa của con Urshifu. Rồi, tôi đang cầm Choice Cap nên không thể nào xài chiêu khác được. Chỉ xài Heat Wave được thôi. Mày giảm tao, tao giảm mày lại. Sợ chứ con? Đứa nào sợ tấn công vật lý hơn nè. Oh, detect. Nó né đòn rồi. Không sao, còn được con Arcanine. Gì? Đừng nói trượt nha. Rồi. Ui, không thể tin được. Tại sao lại bị trượt trời? Chưa hit wave như bao nhiêu? 90% đánh trúng lượn mà sao nãy giờ mình trượt 2 lần rồi đó. Rồi.
Rồi. Lúc này mà đánh không được con Arcanine là con Charizard đi luôn rồi đó. Ok, rồi xong. Rồi, tôi quên con Arcanine có Extreme Speed. Oh my god. Thua sao? Trận này thua sao? Không được, không chịu. Vô nè. Rùa thần à. Để cho ta thấy sức mạnh của rùa thần đi. Rùa vàng cơ mà. Giờ sao đây? Tôi nghĩ tôi sẽ knock off vô con Arcanine. Xong rồi tôi sẽ hit wave một lần nữa. Tôi sẽ không tin là lượt này trượt thêm một lần nữa đâu. Ok, nó rút con Arcanine về. Trượt thêm một lần nữa đi ăn cám. Thiệt, chứ hit wave này mà trượt thêm một lần nữa đi á. Sống giùm. Được, còn sống, còn thở là còn gỡ. À, trời ơi, còn có một miếng à. À, nó punching glove. Yeah, ok, xử được con sư phụ. Ồ, thì ra là mang theo punching glove. Thì đặc tính Unseen Fist sẽ không có tác dụng mà. Ồ, thì cũng hợp lý đi. Những nắm đấm đang tàn hình mà tự nhiên cầm đeo bao tay vô thì ai cũng thấy hết trơn rồi. Ồ, sao hợp lý dữ ta. Ok, hợp lý nữa là chúng ta thắng trận này thì mới hợp lý nha. Tôi còn có Ergopon. Tôi nghĩ là tôi sẽ rút. Bảo vệ đi. Rút con Incineroar về. Để đây chết nữa. Ergopon nè. Ra trận đi con. Chưa, con Ergopon của tôi có chiêu hệ đất Stomping Tantrum. Mà tôi cũng chưa xài Terra nữa, cho nên tôi sẽ Terra cho con Ogopon. Mạnh vậy? Con Meoscarada mạnh vậy? Bây giờ tôi sẽ Terra cho con Ogopon để nó tăng một bậc tấn công vật lý. Xong rồi sau đó dùng chiêu hệ đất lên con Arcanine. Hy vọng là chiêu này dứt điểm được con Arcanine. Không biết là con Meoscarada có chiêu Sucker Punch không, không biết thôi. Nó có chiêu Sucker Punch thì đi ăn cám. Xuống sát với mày nè. Vô nè. Ok. Thơ cổ sống nè. Vậy xử được con Arcanine. Hit wave đi. Trượt nữa. What the hell. Vậy mà cũng trượt nữa trời. Spiky Shield đi, bảo vệ đi. Xong tôi sẽ cho con Incineroar ra giảm một bậc công vật lý của con Meoscarada mới được. Ủa? Cái gì vậy? À rồi, bên kia bỏ cuộc rồi. Ok, chúng ta qua trận 2 thôi. Trận 2 này thì đối thủ đang có... Wow! Calyrex băng. Rồi. Chúng ta từng làm tiêu điểm VGC về Calyrex hệ băng rồi đúng không? Làm cho đã mà thua với nó thì cũng đẹp mặt dữ nha. Làm thua chuyện bình thường mà. Vô nè. Calyrex hệ băng thì ở dưới hệ lửa thì cũng không quá đáng sợ, chỉ sợ là gặp con Kauger thôi. Gặp Kauger là coi như nguyên team mình đi bán muối hết. Nhưng mà gặp cái này cũng ghê nha. Ơi Paylipper
đi chung với lại Urshifu nước. Nó phán một cú thì con Ho-o còn chịu không nổi chứ nói chi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho Toko ra để phá trời năng trời mưa của nó, để giảm sát thương của con Urshifu lại. Xong rồi tôi sẽ Sacred Fire vô con Dual Wimbit à. Thử con Dual Wimbit coi nó có xử được con Urshifu không. Tôi cũng nghĩ tới chuyện xài chiêu Brave Bird, nhưng mà chiêu Dual Wimbit thì nó có thể phá được Focus Sash của con Urshifu. Tại thường Urshifu sẽ mang theo Focus Sash, cho nên là còn sống nha, như cũ. Bố mày còn sống. Yeah. Chiêu Dual Wimbit thì có thể phá được Focus Sash của Urshifu. Oh, Weather Ball luôn á. Hên quá. Nửa cái máu. Ok, được một chút. Cái con Urshifu này, có khi con Urshifu này Focus Sash thiệt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hit wave một trận. Xong tôi làm gì đây ta? Làm gì đây? Chắc họ sẽ rút con Urshifu về. Chứ gì nữa. Điều kiện để chiến thắng mà sao mà cho nó chết liền được. Incineroar. Thì cũng đúng đi. Họ giảm công vật lý của con Ho-Ho xuống. Rồi rút con Pelipper về để đổi con Pelipper ra thì trời mưa sẽ tiếp tục. Ok, hy vọng là lúc này chiêu hệ lửa sẽ có tác dụng. Chúng ta nhắm vô con Clirex rồi mà. Yay! Sao họ lại đổi con Clirex ra lúc này? Ra coi. Họ thật sự nghĩ là con Clirex có thể tăng được cái nhiêu đó chiêu hệ lửa hả? Oh wow. Ủa? Rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta rút con Toko về. Đơn giản thôi. Miễn chúng ta giữ lại được trời nắng của mình thì chúng ta vẫn còn có cơ hội sống sót. Còn nếu mà để cho họ set up được trời mưa thì coi như là mình đi bán muối. Không nói nhiều. Rồi, Urshifu ra đúng như dự đoán. Xong chúng ta... Còn chúng ta sẽ cho Incineroar ra. Dù sao thì cũng giảm được một bậc tấn công vật lý của nó đi. Còn con Ho-Oh. Ủa, con Pelipper nhắm vô con, không nhắm con Ho-Oh. What? Ủa? Gì ghê vậy? Sao chiêu đó lại xử được con Incineroar vậy? Ủa, con Pelipper cầm theo gì mà sát thương ghê vậy? Ê, con Incineroar của tôi đầy máu luôn á. Máu nó còn xanh như anh đang còn trẻ mà. Kỳ vậy? Ồ, sao bình thường nó không mau chết nhờ? Con Incineroar tôi xài nó mau chết vậy trời. Tưởng là phải cao được. Rồi giờ làm sao đây bay? Bây giờ làm sao? Suy nghĩ. Rồi tôi nghĩ tôi sẽ rút con Ho-Oh về. Bây giờ thì chơi Heat Wave đi. Tôi nghĩ là con Pelipper nó sẽ xử luôn con Toko bằng chiêu Uka U-turn. Con gì nữa vậy? À, rút. Để cho con Incineroar ra chứ gì. Ok luôn. Tại con Ho-Oh nó có đặc tính Regenerator. Mà đối thủ chưa xử gì con Ho-Oh hết. Toko còn sống nha.
trượt nữa hả? Rồi. Trời ơi, trượt nữa. Xuất sắc. Chơi 2 trận chỉ hit que 90% khả năng trúng mà trượt liên hồi luôn. Trượt còn hơn là thi tốt nghiệp nữa. Giờ tôi nghĩ tôi sẽ bảo vệ cho Cao Hải cả hai con, để tránh con Incineroar xài chiêu phay cao. Qua lực xài phay cao của con Incineroar cái đã. Sao con Pay Ripper sát thương ghê vậy ta? Rồi bây giờ chúng ta đã có thể an toàn tấn công rồi đó. Tôi nghĩ tôi sẽ... Đổi con Charizard ra đi. Phải bảo vệ bằng được con Torkoal. Cho đến khi nào bên kia chỉ còn hai con Pokemon á thì mình còn có yên tâm để Torkoal ở lại. Chứ giờ bên kia vẫn còn đang đổi Pokemon ra được. Wygarde. Chắc tưởng mình xài chi hit wave. Thì đúng. Nó đúng rồi đó. Sao đáng đúng hay vậy? Ok. Không sao cả. Ho-oh tăng được. Bây giờ tôi chỉ cần xử con Incineroar cái mấy gì bạn hữu rồi, bằng chiêu Air Slash. Chiêu Air Slash có khả năng làm cho nó bị flinch. Rồi tôi sẽ ok, xử con Pelipper coi. Ủa đang đánh vui mà. Ở bên đó bỏ cuộc rồi. Chắc bên đó thấy đánh lâu quá. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Gặp Mirrodon cùng với một dàn Pokemon máu mặt như là Ferrigraph. Cho nên là tôi nghĩ con Mirrodon chúng ta phải đấu tốc độ với con Mirrodon thôi. Cho nên là tôi sẽ mang theo Talonflame đi chung với lại Ho-Oh. Để coi Torkoal, Incineroar. Tôi nghĩ tôi sẽ mang theo Torkoal ta. Được không mấy ta? Talonflame, Charizard. Ok, hy vọng đi, tại con Charizard có chiêu hệ đất. Rồi, gì? Tới luôn đi nè. Tiếng Trung Quốc hả? Iron Boulder. Wow, sao chọn đúng con quá vậy? Sợ hệ đá thấy bà luôn. Quad Drive, tăng sát thương vật lý luôn. Tuyệt. Giờ nó mà chiêu Mighty Cleave một cái thì không có đứa nào sống nổi hết. Với lại tốc độ của nó cũng nhanh mà đúng không ta? Chết cha rồi. Tôi phải Terra cho con Ho-Oh thôi. Hãy xem đây. Rồi, chúng ta nhanh hơn. Tôi hy vọng là mình chắc không nổi đâu, chắc không xử nổi con Iron Boulder. Eo. Đoán chắc mà không thể nào xử nổi con Iron Boulder hết. What? Rồi xong. Mới ra. Sao nó kỵ con Ho-Oh của tôi quá. Trời ơi, con Iron Boulder đánh đâu thế? Trời ơi, đánh đâu thế? Chết rồi con Iron Boulder. Rồi. Ok, con Ogapon ra luôn. Tôi nghĩ là giờ máu của Talonflame vẫn còn đang khá cao. Vậy con đang đầy chứ. Cho nên là chiêu Brave Bird sẽ xử được con Ogapon.
tôi cũng muốn dùng chiêu Willow Whips với lại con Iron Boulder lắm, nhưng mà có cơ hội xử của Ogapon thì cũng nên xử của Ogapon, cũng đâu có phải là dễ ăn đâu. Mình sẽ knock up vô con Iron Boulder. Eo, follow me. Hy vọng là một phát ăn luôn con Ogapon nha. Yeah. Mình đang tailwind mà đúng không? Mình có nhanh hơn không? Có nhanh hơn không vậy? Không á. Trời đất, đang tailwind mà vẫn không nhanh hơn con Iron Boulder. What the hell is happening? Oh my god. Ok, chúng ta không thể nào. Tôi tưởng là con Incineroar đang trong tailwind thì phải nhanh hơn con Iron Boulder chứ. Rồi xong. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là kết liễu của Iron Boulder thôi. Xuống sáng với con Iron Boulder thôi. Hit wave luôn. Trượt nữa hả? Rồi trượt nữa. Chết mày đi. Trời ơi là trời. Chỉ hit wave trượt hoài vậy. Sao lúc quan trọng mà trượt hoài vậy? Rồi mình gì bị giảm tốc độ rồi. Tailwind thì như vẫn là còn đang trên sân. Miraidon còn một miếng máu. Vậy mình đang nhanh hơn đúng không ta? Không, nhưng mà con Iron Bundle vẫn còn tốc độ nhanh mà. Giờ sao đây ta? Hit wave thêm một lần nữa coi. Mày trượt nữa đi. Mày trượt là tao cho mày trượt tuyết luôn. Mày trượt xuống mồ mày luôn. Rồi Terra luôn. Ủa, tôi tưởng nó sẽ bảo vệ nhưng nó không bảo vệ. Mà nó xử luôn chúng ta luôn, chưa Hyper Pump. Trời không mưa mà chưa Hyper Pump có 70% khả năng trúng thôi mà nó vẫn trúng. Còn mình 90% mà mình trượt hoài. Ok, thua xứng đáng. Tôi không nghĩ có Iron Boulder nó nhanh vậy. Wow, tuyệt vời. Tôi nhớ tóc của con Incineroar cũng đâu có thấp đâu ta. 65 mà gấp đôi lên cũng đâu có thấp đâu. Ok. Đánh 4 trận rồi, tôi nghĩ đây sẽ là trận cuối cùng. Thắng thì thắng, không thắng thì đi về nhà ăn cà đêm. Giờ thì bên kia đang có con Zamazenta. Thì chắc chắn là phải mang theo Torkoal. Có điều hơi sợ là con Flutterman nó sẽ được hưởng lợi từ trời nắng. Zamazenta thì là hệ giác đấu với thép, hệ lửa thì vẫn xử được. Chỉ có điều mấy con khác như con Rillaboom với lại con Flutterman thì đang không biết. Con Weed cũng may nó không có con màu Pokemon nào hệ đá. Hệ đá, đá mình ra chuồng gà luôn. Trời hoàng hôn rồi à. Đánh từ sáng tới hoàng hôn luôn à. Giảm được một bậc công vật lý của con Pinpao thì coi như là an ủi đi. Tôi sẽ phải cao nhưng mà tôi không biết là nó, con Pinpao nó có bảo vệ hay không. Nếu nó bảo vệ thì cũng tốt đi. Rồi sao đây ta? Con Pinpao nó có chiêu Sacred Sword là khắc tinh đối với hệ bóng tối như là Incineroar. Mà nếu tôi không, tôi vẫn nghi là con Chimpao nó sẽ bảo vệ. Nhưng mà lỡ nó không bảo vệ mà nó đánh thẳng với con Incineroar thì sao? Trời, overthinking mà còn chơi cái này nữa chứ.
Kệ đi. Rồi, đúng như mình dự đoán luôn. Tôi không ô về tiên kinh nha. Rồi, nước đi đầu là một nước đi cực kỳ vô nghĩa, đến từ phía của Semina. Hồ hên là con Moltres bên kia nó tấn công không quá cao. Chắc nó chỉ có vai trò khống chế thôi. Bây giờ thì chúng ta đã có thể tự tin hơn trong việc knock off tụi này và phun lửa vô con Chimpao. Sacred Song. Còn sống. Được một nửa máu. Sao lúc thì con Incineroar này nó tăng tốt mà lúc con Incineroar này làm tôi bất ngờ dữ ta. Coi nào, coi nào. Rồi, Ho-Oh bị dính flinch luôn. Vô nghĩa luôn. Tôi nghĩ tôi sẽ rút con Incineroar về. Đứng ở đây không an toàn cho lắm. Xong tôi vẫn sẽ giữ nguyên sự kiên định của mình mà phun lửa cho con Chimpao. Tôi nghĩ con Chimpao có Focus Sash. Yeah. Thôi còn sống được. Thấy chưa, nó có Focus Sash. Còn bây giờ ủa sao lúc thì con Moltres nó thì nó đi trước mình mà lúc thì con Moltres nó đi sau mình vậy trời? Làm sao vậy ta? Phải không, lúc nãy con Moltres tự nhiên nó đi, nó tấn công trước mình. Ủa, tôi có lộn gì không vậy ta? Lúc nãy bị flinch là con Moltres nó đánh trước mình. Sao giờ con Moltres nó đánh sau mình vậy ta? Ngộ ha. Thôi kệ đi, bị rút nửa máu rồi rút về cưng. Incineroar ra trận nè. Giảm tiếp tấn công vật lý của nó xuống nè. Đương nhiên là đoán được nó bảo vệ rồi. Nó tưởng là mình xài chiêu hỗ trợ nhưng không cưng à. Anh đây tấn công thẳng mặt tụi cưng luôn. Không sao, không sao hết. Tôi sẽ phay cao vô con Chimpao. Còn có một miếng máu phay cao là vừa phải rồi. Để coi ai có chiêu ưu tiên thì người đó thắng thôi cưng. Họ không rút Chimpao về. Không rút về luôn. Ok, họ hy sinh Chimpao đợt này. Chắc là để chừa đường cho Pokemon tiếp theo ra sân được an toàn á. Foul play. Trời ơi, chưa chết nữa. Ok, nó được tăng một bậc tấn công đặc biệt rồi. Không sao, con Moltres này thì tôi không sợ việc tấn công của nó lắm. Nó chỉ hỗ trợ thôi. Con gì tiếp theo đây? Con gì tiếp theo mới đáng sợ? Zamazenta. Ok, Zamazenta. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cú ngoạn mục. Đó chính là tôi sẽ không Terra cho con nào khác, mà tôi sẽ Terra cho con Incineroar. Vì chắc chắn là Zamazenta sẽ dùng chiêu Body Press cho con Incineroar. Và trời cũng đang nắng nữa, cho nên là tôi sẽ Terra thành hệ tiên. Sau đó thì dùng chiêu Fair Blitz vô con Zamazenta. Coi nha, coi được không nha. Nếu tôi đoán đúng thì họ sẽ dùng chiêu Body Press vô con Incineroar. Thiệt, nếu là tôi cũng làm vậy. Đang ngon ăn quá mà. Con Incineroar phía trước mặt đang ngon ăn quá mà. À,
anh đã được hồi máu rồi nè mấy cưng. Anh khỏe lại rồi. Còn bây giờ thì sẽ ra hình thể tiên nè. Yeah. Bảo vệ Moltres. Đúng kịch bản. Yeah. Body press đúng kịch bản luôn. Xem đây. Yeah yeah yeah. Ủa gì vậy? Ủa? Cái máy quay của tôi nó bị gì á? Không sao. Ồ, nó bị bỏng rồi. Ông trời đứng về phía to. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì tôi sẽ rút con Incineroar về cho con Ho-Oh sử dụng chiêu. Ok, được. Vẫn còn trời nắng. Tôi sẽ cho con Ho-Oh sử dụng chiêu động đất và cho con Charizard ra để né được chiêu động đất. À, xử được luôn hai con kia. Hy vọng là xử được con Zamazenta. Ô, Zamazenta bảo vệ. Ok. Ê mà không sao, chúng ta rút được hơn nửa cái máu con Zamazenta, quá đỉnh rồi. Đoán trước được điều này mà. Tôi vẫn thắc mắc tại sao lúc thì con Moltres đánh trước mà lúc thì con Ho-Oh đánh trước trời. Rốt cuộc là con nào nhanh hơn con nào vậy? Hay hai con có tốc độ bằng nhau? Dám lắm à. Thì như hai con có tốc độ bằng nhau thì sẽ có 50-50. Đứa này đánh trước, đứa kia đánh sau. Ok, kệ bà đi. Vô nè, ai đánh trước. Hit quay một lần coi nào. Đâu sao suy nghĩ dây dưa vậy? Ồ, nó tính protect. Ủa sao nó không chiêu dùng chiêu quay go ta? Yeah. Tôi nhớ con Zamazenta dùng chiêu quay co mà. Chắc nó không nghĩ mình xài chiêu hit quay. Rồi, thế là chiến thắng được trận này. Ủa đúng không? Còn con nào nữa không ta? Đánh hồi quên. À, như còn. Còn con nữa hả? Ồ, Rillaboom. Ok, không đáng sợ lắm. Chúng ta cứ dồn sức mà hạ nó thôi. Cái dù nó có phay cao con nào thì chúng ta vẫn còn có khả năng chiến thắng. Như tụi mình vẫn còn đầy đủ 4 con mà. Ok. Vậy được. Ok, thế là đã xong 4 trận đúng không? Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi Đánh Răng mỗi tuần full hệ lửa. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Đối các bạn thì tuần sau sẽ là full team Pokemon hệ nào? Cùng đón chờ trên kênh của tôi nha. Bye. Cuối tuần vui vẻ.